Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Đừng dại mà khôn lõi mánh khóe với nhà nước và người dân. Kính thưa quý vị, cùng ngày, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Kỳ điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 1 tháng 2, nhưng rơi vào ngày Tết nên được lùi sang kỳ điều chỉnh mới. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh lần này, nhiều dự báo cho rằng giá xăng sẽ tăng mạnh, có thể sẽ tăng hơn 1.000 đồng một lít. Trước thời điểm tăng giá, người tiêu dùng thì tranh thủ tiết kiệm bằng cách đổ đầy bình, còn bên bán, các cửa hàng kinh doanh xăng cũng không phải không có mánh khóe. Nơi thì treo biển hết xăng để bán, nơi thì đóng cửa với 1.001 lý do. Dư luận bức xúc, cơ quan quản lý cũng nóng mặt, đến nỗi mà Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản đối với ngành xăng dầu đã phải liên tục họp về tình trạng doanh nghiệp kêu lỗ, than hàng khan hiếm. Trong cuộc họp ngày 9 tháng 2, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gay gắt: "Làm gì có chuyện đóng cửa hàng để đi đám cưới, đi đám giỗ? Nếu thế thì cho đóng luôn, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện đã quy định rồi, sao không thực hiện?" Trừ những thời điểm dịch Covid-19 hoàn thành, người dân được hưởng nền giá xăng dầu ở mức rẻ như năm 2020, đầu năm 2021. Chẳng bao giờ thấy cửa hàng xăng dầu đóng cửa, chứ nhìn lại giai đoạn trước đó, việc các điểm bán bất ngờ dừng bán vì gặp sự cố hay treo biển hết hàng trước khi tăng giá vài ngày gần như là đặc sản. Làm phép tính nhân đơn giản của học sinh tiểu học cũng nhìn ra được lợi nhuận mà những cửa hàng này thu được khi ôm hàng qua thời điểm điều chỉnh để ăn trên lệch giá. Thế nhưng, cửa hàng xăng dầu được cấp phép lại chẳng phải là quán tạp hóa, để thích bán thì bán, không thích thì nghỉ, bởi như Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nói. Đây là mặt hàng liên quan tới an ninh kinh tế chính trị xã hội nên cần điều hành theo kỷ luật thép. Thử hỏi 100 triệu dân xem có gia đình nào không cần dùng đến xăng dầu. Người không đi ô tô thì dùng xe gắn máy, doanh nghiệp vận tải cần xăng dầu đã đành, những đơn vị sản xuất khác cũng cần sử dụng xăng dầu để vận hành máy móc. Thế nên, khi xăng dầu tăng giá hay nguồn cung bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và đến cả sự vận hành lành mạnh của nền kinh tế. Oái ầm ở chỗ nhiều cửa hàng doanh nghiệp kêu than không có hàng, nhưng lãnh đạo Bộ Công Thương và những ông lớn như Petrolimex và BVOil lại khẳng định không thiếu. Theo ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước, lượng xăng dầu tồn kho tại các doanh nghiệp đầu mối tính đến cuối tháng 1 còn 1,3 triệu mét khối, dự kiến lượng mua vào đến hết tháng 2 khoảng 1,55 triệu mét khối. Ông Đông tính toán với nhu cầu mỗi tháng cả nước dùng khoảng 1,8 đến 2 triệu mét khối các loại thì nguồn cung như trên cơ bản đáp ứng được thị trường trong nước vào tháng 2. Còn phía Petrolimex, Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Nam cũng khẳng định như đinh đóng cột: "Mỗi ngày trung bình chúng tôi bán khoảng 23.000 mét khối các loại. Thế mà trong ngày 7, ngày 8 tháng 2 vừa qua, con số bán ra mỗi ngày lên đến 32.000 mét khối, tức tăng 30% so với ngày thường. Cho nên, đầu mối khác thế nào không biết, cửa hàng hệ thống khác thế nào không biết, chứ hệ thống của Petrolimex không có chuyện thiếu hàng, ngừng bán", theo báo Thanh Niên ngày 10 tháng 2. Vậy thì nguồn cung đứt gãy ở đâu, than hàng ở đâu? Người viết cho rằng, vấn đề này phải điều tra rõ ngọn ngành, truy cho tận gốc, tróc cho tận rễ. Đây không phải là đề nghị nữa mà là yêu cầu của người dân để tự bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của họ, cũng là việc phải làm của cơ quan quản lý để đảm bảo minh bạch trên thị trường. Nếu quả có hiện tượng găm hàng để trục lợi như Bộ trưởng Diên đã nói, một số nơi bán hàng nhỏ giọt, đóng cửa, trì hoãn với nhiều lý do để không mở cửa, thậm chí bán với giá cao hơn, thì phải xử lý theo quy định của pháp luật. Bản thân người viết thông cảm với doanh nghiệp khi phải nhập hàng giá cao và thời gian điều chỉnh lùi mất một nhịp. Thế nhưng, không thể lấy lý do đó để bao biện cho việc phát tín hiệu giả về tình trạng khan hàng. Tôi tin việc Bộ trưởng Diên tuyên bố trước cuộc họp ngày 9 tháng 2 không phải là để dọa rằng Bộ sẽ áp dụng các biện pháp mạnh nhất theo quy định và xin ý kiến Thủ tướng cả biện pháp vượt khung để xử lý với hành vi găm hàng, những thương nhân doanh nghiệp lại bán lỗ nghỉ sẽ bị thay thế. Nóng, bắt cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 4 thuộc cấp. Kính thưa quý vị, Bộ Công an khởi tố bắt giam cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 4 thuộc cấp về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngày 11 tháng 2, Bộ Công an cho biết ngày 3 tháng 5, 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện quyết định số 18-19 QĐ-VP-CQ-CSDT của Thủ tướng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quá trình xác minh điều tra ngày 10 tháng 2, 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can sau. Nguyễn Ngọc Hai, sinh ngày 31 tháng 12, 1962, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bình Thuận,
nơi thường trú và nơi ở hiện tại đường Hùng Vương, khu phố 14, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Lương Văn Hải sinh ngày 1 tháng 9, 1960, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nơi thường trú và nơi ở hiện tại, đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hồ Lâm sinh ngày 10 tháng 10 năm 1960, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, nơi thường trú và nơi ở hiện tại, đường Võ Chí Công, tổ 20, khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Lê Nguyễn Thanh Danh sinh ngày 20 tháng 7 1980, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, nơi thường trú và nơi ở hiện tại, đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngô Hiếu Toàn sinh ngày 4 tháng 12 năm 1977, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, nơi thường trú và nơi ở hiện tại, đường Phạm Hùng, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, 3 lô đất số 18-19-20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn ngày 10 tháng 2, 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quy định, lệnh trên để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. CEO Bình Dương vung tiền chơi tới bến với Mr. Đàm, nam ca sĩ có ngay động thái khẳng định thắng thế, dân tình choáng nặng. Kính thưa quý vị, thời gian qua, câu chuyện oan gia ngõ hẹp giữa Đàm Vĩnh Hưng với một nữ CEO gốc Bình Dương đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Hết déo tên và cuộc chiến sao kê, nữ đại gia còn tuyên bố sẽ đến xem tất cả các show nhạc mà Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn mà không ngại vung tiền mạnh tay để chơi với giọng ca nửa vầng trăng. Mua cho cháy vé luôn, đó là cách chơi mới của tôi. Bỏ ngoài tai những phát ngôn của đối thủ, Đàm Vĩnh Hưng tất bật chạy show từ trong lẫn ngoài nước, thậm chí anh còn tích cực khoe nhận lộc lá đầu năm mới. Nói đâu xa, vào ngày vía thần tài hôm qua, trong khi người người nhà nhà đổ xô đi mua vàng, thì Đàm Vĩnh Hưng lại chờ thần tài sống lì xì cho một cây vàng như mọi năm. Ngay lập tức, cư dân mạng đã nháo nhác muốn truy lùng danh tính người hào phóng mà Đàm Vĩnh Hưng muốn nhắc đến là ai. Theo suy đoán của một vài netizen, rất có thể đó là Vũ Hà hoặc Hồ Ngọc Hà, hai người bạn trên bến dưới thuyền thường kề vai sát cánh với Đàm Vĩnh Hưng. Cách đây vài ngày, khi rời Việt Nam để qua Mỹ lưu diễn, Mr. Đàm cũng đã đăng tải hình ảnh khán giả hải ngoại tặng bó hoa được thiết kế bằng tiền đô cùng loạt bao lì xì, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tất bật chạy show cùng thú vui mua sắm hàng hiệu không xem giá, không ít cư dân mạng cho rằng khối tài sản mà Đàm Vĩnh Hưng đang sở hữu chẳng thua kém bất cứ một đại gia nào, thậm chí vượt mặt đối thủ, nữ CEO Bình Dương. Đột nhập kho đồ hiệu của Đàm Vĩnh Hưng, khán giả dường như bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi biết giá thành, thậm chí có món lên đến tiền tỷ, phụ kiện kim cương, nước hoa, túi sách xếp chồng xếp lớp, mua mà quên sử dụng. Bị cáo Lê Tấn Hùng, Trần Vĩnh Tuyến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Kính thưa quý vị, sau bản án sơ thẩm, 7 trên 19 bị cáo có kháng cáo liên quan đến sai phạm chuyển nhượng dự án hơn 36.676m2 tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, giữa Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sagri và công ty Phong Phú, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 348,7 tỷ đồng tại thời điểm các bị cáo phạm tội. Trong đó có bị cáo Lê Tấn Hùng, Trần Vĩnh Tuyến kháng cáo. Cụ thể, trong 7 trên 19 kháng cáo, có 5 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm bị cáo Lê Tấn Hùng, 58 tuổi, cựu tổng giám đốc Sagri, Trần Vĩnh Tuyến, 56 tuổi, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thúy, nguyên kế toán trưởng Sagri, Đoàn Quang Hồi, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế, Nguyễn Thị Tuyết Mai, nguyên trưởng phòng nhân sự hành chính Sagri. Bị cáo Trần Trọng Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, kháng cáo đề nghị xem xét lại vụ án một cách công tâm, khách quan, không làm oan đối với bị cáo. Bị cáo Hồ Văn Ngon, cựu phó tổng giám đốc Sagri, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có kháng nghị một phần bản án sơ thẩm theo hướng xác định thiệt hại của vụ án tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 672 tỷ đồng. Trước đó, sau hơn một tuần xét xử sơ thẩm, ngày 18 tháng 12, 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hùng 25 năm tù, Nguyễn Thị Thúy 20 năm tù cùng về hai tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai 6 năm tù, bị cáo Đoàn Quang Hồi 8 năm tù cùng về tội tham ô tài sản. Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt
bị cáo Trần Trọng Tuấn 6 năm tù, Hồ Văn Ngon 5 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị cáo còn lại là đồng phạm với Lê Tấn Hùng trong vụ án không kháng cáo bị hội đồng xét xử tuyên phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù. Clip một cửa hàng xăng dầu ở Bình Định bị tố không bán xăng đuổi khách đi. Kính thưa quý vị, ngày 11 tháng 2, anh NVT, ngụ thành phố Quy Nhơn phản ánh đến phóng viên báo Người Lao Động về việc một cửa hàng xăng dầu ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cố tình không bán xăng và có hành động đuổi khách hàng đi. Theo trình bày của anh T, khoảng 17 giờ chiều ngày 6 tháng 2, khi đang trên đường đi xe máy từ huyện Phù Mỹ về thành phố Quy Nhơn, anh đã ghé tại cửa hàng xăng dầu số 24 trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ để đổ xăng. Sau khi dừng xe trước trụ bơm xăng RON 95, anh T tháo đồ chở phía sau xe ra rồi gọi nhân viên cửa hàng xăng dầu số 24 ra bán xăng. Mặc dù vậy, nam nhân viên vẫn phớt lờ ngồi im xe trên ghế, không chịu ra bơm xăng. Bức xúc vì sau một hồi lâu gọi nhưng không thấy nhân viên ra bơm xăng, anh T lấy điện thoại di động ra quay phim lại vụ việc, đồng thời gọi vào số điện thoại di động ghi trên cửa hàng để phản ánh. Tuy nhiên sau đó nhân viên cửa hàng xăng dầu số 24 vẫn kiên quyết không bán xăng, đồng thời đuổi anh T đi. Lúc đó trời mưa to nên tôi muốn ghé cửa hàng xăng dầu số 24 để đổ xăng, đồng thời trú mưa luôn. Tuy nhiên nhân viên cửa hàng không những không bán mà còn đuổi tôi đi. Thời điểm này cửa hàng không hề có thông báo đóng cửa hay ngừng bán xăng dầu, anh T bức xúc. Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng xăng dầu số 24 nói trên thuộc xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn, chi nhánh công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn, trụ sở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Xí nghiệp xăng dầu Hoài Nhơn có 25 cửa hàng bán lẻ và 30 đại lý nhượng quyền thương mại tại hai tỉnh Bình Định, Gia Lai với sản lượng kinh doanh khoảng 60 triệu lít xăng dầu một năm. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Trần Đình Tài, giám đốc công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn cho rằng, theo trình bày của nhân viên, khoảng 17 giờ chiều mùng 6 tháng 2, có một cặp vợ chồng trẻ đi xe máy đến cửa hàng xăng dầu số 24 đổ xăng. Tuy nhiên, khi nhân viên cửa hàng gọi ra hàng trụ bơm xăng dầu ở phía sau để bán, thì anh thanh niên không đồng ý. Ngoài ra, không có chuyện nhân viên cửa hàng đuổi khách đi như anh T phản ánh. Cùng ngày, sau khi anh NVT phản ánh và cung cấp các chứng cứ liên quan đến vụ việc trên, phóng viên báo Người Lao Động đã chuyển thông tin đến lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Định xử lý. Ngay sau đó, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Định đã cử tổ công tác đến cửa hàng xăng dầu số 24 kiểm tra xác minh vụ việc. Kết quả kiểm tra ban đầu của tổ công tác quản lý thị trường cho thấy, ngày 11 tháng 2, cửa hàng xăng dầu số 24 vẫn hoạt động bình thường, không có tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Trong một diễn biến khác, trong hai ngày 10 và 11 tháng 2, các đội của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Định đã phối hợp với Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Bình Định giám sát 327 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh này. Kết quả cho thấy, hiện các cửa hàng đều hoạt động bình thường, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các đơn vị cung ứng cũng đã cung cấp đầy đủ hàng hóa sau Tết, ổn định thị trường xăng dầu. Phóng viên báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.